mọi người nhá. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình nhá. Thì tiếp tục cái series về chuỗi ngày gắp gấu của mình là thì bữa trước là video trước mình có đi gắp bao lì xì đúng không mọi người? Thì mình có may mắn là trúng được 1.000 nhá mọi người. Mình tiền đài thì hôm nay mình tiếp tục mình đến mình thử vận may với chiếc máy này nhá mọi người. Có nhiều bạn là bảo là mình trúng mình gắp lại đi thì hôm nay mình sẽ đến mình gắp mình tiếp tục gắp bao lì xì cho mọi người xem nhá mọi người. Hôm nay mình sẽ đến mình thử lại vận may cho nào mọi người. Ở trong đây là bữa trước là có rất nhiều bao lì xì nhá mọi người. Đây. Ở đây là bữa trước có rất nhiều bao lì xì nhưng bữa nay là người ta gấp gần hết rồi. Nhá mọi người thì bây giờ mình sẽ quay vào gấp mình thử vận may mình gấp thử cho mọi người xem nhá mọi người. Ok nhá mọi người, bây giờ mình bắt đầu mình gấp nhá. Bây giờ mình sẽ gấp thử trong bao lì xì xem có gì không nhá mọi người. Lần trước thì mình có may mắn là mình trúng được 1.000 rồi. 1.000 đại tệ nhá mọi người, lần này mình thử gấp lại nhá, chắc có trúng gì không. Gấp gần hết rồi nè, có nói là mình đi là có rất nhiều nhé. Ôi, không được gì ạ. Đây tiếp theo nha mọi người. Ôi. Ôi, chụp được một cái này nha mọi người. Mình chơi lần tiếp theo nhá. Lại được cái nữa rồi. Mình chơi được tiếp theo nhé mọi người. Tức gọi là mình có may mắn là trúng được một tặng tiền nhé mọi người. Ấy, lại được cái nữa rồi. Là mình mời mọi người xem nhá. Đây, ba gói nhé mọi người. Đấy. Ba gói đây nhé mọi người, đây, đây. Đó. Rồi mình sẽ mở ra nhé mọi người. Mình sẽ mở ra xem có may mắn như bữa trước không nhé mọi người. Cái bữa này là có may mắn không nhá. Đây nhé mọi người. Ôi. Bữa này chúng được một cái móc gắn chìa khóa luôn rồi. Đây nhá mọi người. Đấy. Chúng được một móc gắn chìa khóa rồi. Đấy. Rất đẹp nhá mọi người. Này, đó. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Giờ mình sẽ mở tiếp gói thứ hai nhá. Đây mọi người. Ui, lần này có khả năng có vẻ là vận may không đến rồi. Này chúng được thêm bộ ghép hình rồi nè mọi người. Là một tấm thẻ bài mà sò như kiểu tiền ấy nhưng mà nó là thẻ bài thôi. Còn thêm bộ ghép hình nhá mọi người. Đó. Mình thích nhất cái quả này này. Đấy, rất đẹp. Móc treo chìa khóa. Còn đây là cái gì này? Sò tới đuôi rắn nhá. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nhá. Cái này to đấy. Đấy. Ôi. Cái gì nữa đây? À, gậy từ sướng nhá mọi người. Ôi, thèm chưa? Bữa nay được cây gậy từ sướng này mọi người. Chất chưa? Đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Đấy, quá chất nhá mọi người. Đây, đây. Giải thưởng của mình đây. Em ấn chụp ảnh phải nhỉ? Đấy. Giải thưởng của mình đây nhá mọi người. Đó này. Đó. Đấy, hôm nay hên quá này. Đấy, được một quả này đây mọi người cho mọi người xem. Đẹp không? Rất đẹp nhá, bên trong có những ngôi sao nhá. Và đây là cây gậy tự sướng là siêu mini này. Mọi người cái này cầm đi, tay cầm rất là mềm nhá. Đứng em chủ lại. Đây. Đấy, giờ hôm nay hên quá này mọi người. Đấy. Hên chưa? Hên nhá mọi người nhá. Đấy. Đấy, mọi người thích không? Đấy, ở trong đây có rất nhiều bao lì xì nhá. Nhưng mà hôm nay mình thử vận may vậy thôi. Đấy mọi người nếu mà thấy thích mình gắp những cái gì thì hãy comment ở dưới video cho mình nhé mọi người. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nhé mọi người. Nếu mà thấy video hay mọi người hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhá. Đó, bye bye mọi người nhá. Xin chào.